Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vũ Duy Auto. Với những chiếc xe đẹp, những chiếc xe rẻ thì bên em luôn là tiêu chí phục vụ quý khách hàng. Một chiếc xe tuyệt vời đang có mặt tại Vũ Duy Auto với cái giá cắt lỗ cực kỳ yêu thương. Vâng, chỉ hơn 300 triệu một tí ti thôi. Hơn 300 triệu một tí thì thôi đã có ngay một chiếc Kia Carrera 7 chỗ ngồi rộng rãi thoáng đãng và có thể chở lên đến 8 người. Rộng rãi tuyệt vời, không gian nội ngoại thất đẹp, nét căng. Và đây là một chiếc xe zin đẹp từ đầu đến cuối. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, không gian rộng rãi thoáng đãng, sạch sẽ. Và chiếc xe này đang bán tại Vũ Duy Auto với một mức giá vô cùng yêu thương, một mức giá cắt lỗ nha các bác nhá. Vâng, cắt lỗ hoàn toàn luôn, chỉ hơn 300 một tẹo thôi. Vâng, chiếc xe này mang tên Kia Carrera, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, một thương hiệu nổi tiếng với những mẫu Morning. Còn Carrera là một mẫu 7 chỗ như những mẫu Innova của Toyota. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 8,6 thôi các bác ạ. Vâng, chỉ 8,6 thôi, cực kỳ ít luôn. Với mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe máy 2.0 này, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào khoảng 7-8 lít trên 100 cây. Đặc biệt là hệ thống khung gầm bệ của xe rất là chắc chắn. Và đây là một chiếc xe mới được có năm nay là sang năm thứ 5. Độ chất của xe thì không chê vào đâu được. Và đặc biệt là các bác Hà Nội, Sài Gòn thoải mái luôn, vì chiếc xe này mang biển số gốc Sài Gòn rồi. Chiếc xe mang biển số 51F72009 nha các bác nhá. Vâng, cũng là một biển số tương đối khá là trường tồn vĩnh cửu. Và các bác có thể nhìn là vô lăng sạch sẽ nguyên sần luôn, đẹp cực kỳ, nét căng. Đấy, vô lăng rất đẹp. Hệ thống giải trí của đầu Piola các bác nhá. Đấy, rồi hệ thống điều hòa quạt gió auto luôn. Một chiếc xe đẹp, số sàn. Đấy, máy 2.0, rất là khỏe. Đấy, dòng xe 7 chỗ ngồi rộng rãi và có thể chở đến 8 người ngồi luôn. Màu trắng ngọc trinh cực kỳ bắt mắt. Và hôm nay thì em sẽ ngược lại so với thời gian, là em sẽ đi quay mẫu xe này, sau đó thì em mới quay ngoại quan bên ngoài. Con này hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 cơ các bác ạ. Vâng, còn rất dài luôn. Và em đang lái chiếc xe này với cảm giác rất là thoải mái. Không gian ngồi rộng rãi, tích hợp rất nhiều phím điều khiển của xe. Ví dụ như là đấy, kính chỉ bằng một chạm cái là đã hạ kính rồi. Đấy. Về độ chất của xe thì rất là ngon, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt là máy số vừa êm lại vừa zin. Vâng, máy số zin đàng hoàng các bác ạ. Vâng, hàng hiếm, hàng tươi, thóc thật đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy, máy số rất êm luôn. Các bác ngồi đây gần như không nghe thấy tiếng gì. Em tắt luôn âm thanh loa đi thì các bác biết ngay. Đấy, các bác có thể nghe là gần như là không nghe một tí tiếng động gì luôn. Hệ thống tích hợp trên vô lăng, các cái phím điều khiển rất rõ ràng. Đấy, chân phanh phanh chân đây này. Đấy các bác ơi. Đấy, hệ thống điều khiển gương kính cụp xe điều chỉnh điện đi đây. Đấy, đầy đủ các chức năng. Đấy, đầy đủ luôn các bác nhá. Các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, xe rất là sạch sẽ luôn. Con này thì sử dụng nội thất màu nâu. Nội thất ghế da màu nâu đẹp cực kỳ luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, sạch sẽ, trần nỉ đây. Đấy, sần nỉ sáng, sạch sẽ, không gian rộng rãi. Và đây là một chiếc xe mà zin đẹp luôn, keo chỉ mượt mà, cam kết cho các bác không lỗi lầm. Đấy, cửa đóng rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Nội thất ghế da đằng sau này, các bác nhìn này, rất sáng và sạch luôn. Với một mức giá vô cùng tuyệt vời, chỉ có hơn 300 một tẹo tẹo thôi, thì em sẽ bán chiếc xe này cho quý vị các bạn với mức giá càng tuyệt vời hơn khi quý vị các bạn đến xem xe và trải nghiệm chiếc xe này. Dòng xe bền bỉ, chắc chắn, khỏe khoắn. Vâng, không gian nội ngoại thất thì không chê vào đâu được. Đấy, hệ thống camera lùi. Hệ thống camera lùi. Đấy, đèn đóm đầy đủ luôn các bác nhá. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ rồi, giờ về là chỉ có hồ sơ sang tay thôi. Các bác yên tâm, vừa nhanh vừa gọn. Đấy, cản trước là xe này, không một vết chảy xước luôn, đồng đều luôn. Sơn si đồng đều, đẹp căng cả xe. Đấy, đèn đóm đầy đủ nha các bác nhá. Đấy, sơn si đồng đều rất căng, nét căng từng cm. 4 quả lốp ở chiếc xe thì cũng là lốp 205, 65 vành 15. Và quý vị các bạn là con này 2016 thì chắc chắn lốp để nó vẫn còn đấy. Nhưng mà đây là người ta đã thay 2019 rồi, 8 vạn rồi, đã phải thay là cái chắc rồi. Còn cua lốp thì vẫn còn rất là sạch luôn. Đấy, máy số gầm bệ con này thì rất là ngon. Đấy, và dòng này form 2016 thì các bác biết là dòng này nó rất là chất luôn. Đấy, kính zin cả xe.
Các cái chức năng của nó thì ngon ngật. Đấy, hệ thống loa đài, đầu đài, đĩa đóm đầy đủ. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Và dán phim cách nhiệt hết rồi. Ghế da thì đẹp và ghế da rất là mới luôn. Đấy, con này rất ít đi xe gia đình. À, người ta rất ít đi luôn. Giá nóc này. Đấy. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa, các bác biết chất. Đấy. Mở ra, đấy các bác nhìn ạ. Vâng, không gian bên trong rất là rộng rãi, sạch sẽ. Dòng xe dành cho gia đình đông người. Đấy, dành cho gia đình đông người. Đấy, hàng ghế đằng sau lật lên thì ở không gian đằng sau này vẫn còn rất là rộng luôn. Đấy, còn rất là rộng rãi. Đấy, và khi mà để 5 người gia đình thì chỗ này để đồ thì vô đối luôn các bác ạ. Vâng. Đấy, gầm sàn đồ nghề đầy đủ luôn. Đấy, dây dợ này. Cái đồ kích lốp thì em chưa thấy đâu. Cái này nếu mà thiếu bổ sung cho các bác, cái này các bác yên tâm. Đấy, cột kèo thì đây các bác nhìn nhá. Đinh, các cái đinh hàn này. Đinh hàn của xe còn nguyên. Đấy, đinh hàn ngon ngật. Ốc bản lề này. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, keo chỉ bên này cũng thế và đinh hàn đây. Đấy các bác ạ. Vâng, xe không hề lỗi lầm nhá. Xe rất là đẹp luôn, 2016, máy xăng 2.0. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Rộng rãi, khỏe khoắn, bền bỉ, chất lượng. Đấy. Mà con này thì biển gốc Sài Gòn rồi, nên là bác nào về việc thì sang tên bấm biển thôi, rất là nhàn. Cái dòng Karen thì được cái bộ gương chiếu hậu của nó rất là to. Đấy, khả năng quan sát cực kỳ dễ dàng luôn. Đi đường không bao giờ phải suy nghĩ ngó nghiêng nhiều. Thế còn các cái ốc bản lề của nó vẫn còn zin. Đấy các bác nhìn này. Đấy, các cái phần đầu đánh dấu đấy. Vâng, thế còn keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ rất đều và đẹp, nét căng, sang láng, sạch sẽ. Đấy, nội thất bên trong này các bác nhìn ạ. Vâng, rất rộng rãi. Đây là một dòng xe thương hiệu Hàn Quốc và lắp ráp ở trong nước, nên là về chất của xe thì các bác cứ thực sự là yên tâm. Đấy, không có cần phải nghĩ ngợi luôn. Sơn si của xe rất là đều, sơn si nét đều, hộc đồ rộng rãi. Đấy. Đấy. Với một chiếc xe mà giá thì chỉ có hơn 300 thôi. À, trước thì em bán 345 anh em lấy về, thế nhưng mà sau đó thì em giảm giá kịch sàn rồi. Bây giờ em chỉ để với cái giá thì chỉ 320 thôi. Vâng, 320 triệu bán cho các bác nhá. Rất là tốt luôn. Vâng, giá vô cùng yêu thương. Đấy, lốp thì vẫn còn dày. Lốp bên này cũng là lốp 2019, 4 quả 2019 luôn. Phanh đĩa trên hai bánh cả 4 bánh luôn các bác nhá. Phanh đĩa cả 4 bánh, la răng hình cánh hoa rất là đẹp, đều, sơn si nét căng. Đấy, kính zin cả xe luôn. Đấy, và con này thì đây, biển số của nó là 51F72009, hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 và phí đồng bộ đến tận tháng 12. Thế các bác mua về thì thực sự là yên tâm. Đằng trước của xe thì có một cái điểm trừ, đó là hệ thống đèn của xe thì nó đang bị bốc hơi. Cái này thì bình thường thôi, cái bệnh này thì em sẽ về chữa vì cái xe vừa về xong. Vừa về xong nhưng mà em sẽ chỉnh sửa lại cho quý vị các bạn luôn. Hệ thống đèn phía dưới đây, cản dưới đây các bác nhìn này, cân đối hài hòa, sơn si đều, không một vết gợn. Bên này thì có một cái điểm trừ, đó là cái bên này thì đèn nó bị mất rồi, em sẽ sửa lại để chỉnh cho nó sáng nhá các bác nhá. Thế còn các cái đấy bệnh ngoài da thôi, bình thường không vấn đề gì. Tí thì ta sẽ xem khoang máy. Đấy, logo Kia nổi bật, hốc gió, mặt nạ rất là đẹp luôn, đều, form dáng nét căng. Và con này thì sử dụng công nghệ đèn projector, nên là khả năng trong đêm nó rất là sáng nhưng mà lại không chói người đối diện. Đấy, cũng là một dòng xe còn nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Kính 2016 zin luôn các bác nhá, là mình set. Đấy, và lốp này, các bác nhìn này. Lốp la răng này, đẹp lét sáng luôn. Đấy, xe rất là đều, đều xe luôn. Lốp bên này thì trông có vẻ cũ hơn một chút. Và em xem thì là lốp 2017. 2017 lốp nó cũng hơi cũ rồi. Đấy. Nhiều bác thì cứ bảo là phải lốp zin, nhưng em nói thật với các bác đi đường chẳng may các bác vớ về quả đinh, thế là nổ lốp hoặc là hết hơi là rách miếng to, chắc chắn các bác phải thay. Nên cái việc thay lốp thì chuyện bình thường. Nói chung là có lốp zin, có lốp không zin, và nếu càng lốp mới thì càng tốt. Chứ còn cái vấn đề mà lốp zin nhiều quá thì cũng không nên. Vâng, nhiều lúc cứ bảo 4 quả zin theo xe hoặc là gì đấy, nhưng mà thực sự là mình đi đường thì có thể là va chạm hoặc là vào các cái đinh ấy, thì không tránh được, thì các bác thông cảm. Đấy, thế còn những cái vần bản lề đây, ốc ác rất là đều và đẹp luôn. Đấy, xe nét căng luôn, một chiếc xe màu trắng ngọc trinh đẹp tuyệt vời. Vâng, rất đẹp luôn nhá. Hộc đồ đây. Bây giờ ta mở lắp capo. Con này thì vô lăng rất nhẹ và da của vô lăng sạch sẽ luôn này. Các bác nhìn này. Cái nhựa của xe, nhựa của cái mặt nạ rất là đẹp đẹp luôn. Mặt là nhựa vô lăng rất đẹp. Đấy, kính này,
nước phun nhá, đầy đủ luôn. Đấy. Gạt mưa gạt kính rất nhẹ nhàng và êm ái. Hệ thống đèn pha cũng như là đèn chiếu của xe, đây em bật pha luôn, sau đó ta đến khoang cabo, nắp cabo ta mở. Đây các bác nhìn này, pha nó sáng, đêm nó sáng như này mà. Đấy các bác nhìn chưa, hệ thống pha nó lên đấy. Bên này thì em cứ để nguyên này, tí nữa để đốt hết hơi nước này luôn. Vâng, vì là cái này là nó bị hấp hơi nước. Cái này cũng là một bệnh bình thường của xe thôi, không có gì. Vâng, đèn đóm này các bác nhìn này, bầu đèn sáng luôn, nét luôn. Đấy, rất rõ ràng. Đó. Bác nào yêu cái xe này thì có về có thể các bác mua thêm một cái vành ốp chrome vào đây cho các bác nhá. Vừa sang trọng mà lại vừa là sạch sẽ luôn. Đấy, mở cabo lên. Con này thì máy số zin rồi, chạy cực chất luôn. Thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc xe. Con này thì sử dụng động cơ máy 2.0 cam kép DOHC 16 van xả nạc. Đấy, máy chạy cực mượt và các bác có thể nhìn các cái phần ốc của xe này, rất là cân đối hài hòa tròn đều. Cạnh rất sắc luôn nhá, cạnh rất sắc và dấu ốc còn nguyên. Đấy. Con này thì máy số zin rồi, không chê vào đâu được rồi. Một dòng xe cam kết cho các bác là không hề đâm đụng, không hề ngập nước. Máy số chạy cực kỳ mượt mà luôn nhá. Và đấy các bác nhìn đâm đụng hay không, các bác nhìn dưới này, đều thẳng căng luôn này. Đấy, máy rất đều luôn. Tiếng máy rất là đều, pin pin Pinaco. Đấy, sáng xanh đét đẹp luôn. Đấy, pin rất xanh. Đấy. Khung gầm bệ các cái phần sườn ốp đây, các bác nhìn ạ. Vâng, cân đối hài hòa luôn. Đều, tai đèn nét sáng và các cái ốc đầu răng thì vẫn còn rất là ngon. Một chiếc xe dạng gọi là gần như là gọi là xe lướt đi. Xe lướt đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy. Với cái giá vô cùng yêu. Vâng. Chỉ 320 triệu đồng. Bác nào đến mua em giảm cho đúng 320 triệu đồng chứ trước là giá của nó là 345 triệu cơ. Và bây giờ các bác có thể tra trên mạng bất kỳ với mẫu Kia Carens số sàn, các bác biết giá của nó như thế nào rồi. Làm sao mà có cái giá mềm như chỗ em đâu. Đấy. Ở đâu giá rẻ ở đó có Vũ Duy Auto. Đấy, phanh ABS đầy đủ nữa các bác nhá. Không thiếu một cái gì, option full phè phè đầy đủ rõ ràng. Và hộc đồ dưới này các bác nhìn gầm bệ máy khô luôn. Đấy. Máy rất khô, dưới máy khô luôn. Đều sáng. Một dòng xe 7 chỗ ngồi. Đẹp. Đấy, vừa về cửa hàng thôi, gầm bệ sáng choang, không mục mọt nha các bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Gầm sáng sạch sẽ này. Đấy, lốp sơ cua đấy. Vâng, lốp sơ cua đấy các bác nhá. Gầm bệ thì không chê vào đâu được rồi. Máy thì siêu êm. Máy phải nói là con này máy siêu êm luôn. Vâng, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng cũng đã giới thiệu một mẫu xe 7 chỗ ngồi thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Kia Carens, sản xuất năm 2016. Một chiếc xe mới lăn bánh được 8,6 vạn. Form dáng đẹp, kiểu dáng rất là ok. Và với cái giá tiền thì chỉ có 320 triệu đồng nếu các bác đến xem xe. Còn giá thực tế của chiếc xe này là đến 345 triệu đồng cơ. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe tuyệt vời đang có mặt tại trước mắt quý vị. Đừng Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.